Con cảm giác thế nào trong giây phút này? Dạ rất là vui. Vui. À, ông cảm giác thế nào hả ông? Ông khóc nữa rồi. Cảm ơn thầy Thích. Thầy giúp đỡ cho ông cháu tôi. Ngày hôm nay rất cảm ơn. Ông ơi, chắc chắn rằng không phải trong chương trình mà ngoài chương trình, tất cả mọi người cũng đều cảm động trước hoàn cảnh của ông bà. 70 mấy tuổi rồi mà phải đưa nuôi bò, phải đi làm ruộng để lo cho cháu như thế, thì chắc chắn rằng mọi người sẽ cùng ủng hộ, chia sẻ với ông bà ha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe ông bà nha. Hào cố gắng lên con nha.